Chào các bạn, mình là Đức Trí, học sinh lớp 1A1 trường tiểu học Hoàng Mai. Vừa qua đất nước ta đã bị một đợt thiên tai nặng, đó là cơn bão Jerry. Cơn bão đã tàn phá môi trường sinh sống của chúng ta rất nặng, gây ra rất nhiều thiệt hại cho người dân. Do đó hôm nay, xin mời các bạn cùng theo chân chúng tôi tìm hiểu về cách phòng chống thiên tai của các bạn học sinh trường tiểu học Hoàng Mai thế nào nhé. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu bản thân và cho mình hỏi, bạn biết gì về thiên tai? Là Tấn Kiệt. Theo mình nghĩ, thiên tai là những hiện tượng tự nhiên có thể gây ra thiệt hại lớn cho con người, tài sản và môi trường xung quanh. Có những loại hình thiên tai phổ biến như bão lũ, động đất, sóng thần. Bạn có thể giới thiệu bản thân về cho mình hỏi, nơi bạn sinh sống có bị thiên tai không và ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Là Bảo Anh, vừa qua có một thiên tai đã ảnh hưởng đến nơi ở của mình, đó chính là cơn bão Jerry. Cơn bão đã đi vào Hà Nội và đã khiến cho cây cối gãy đổ, đường phố ngập lụt, khiến cho mình và mọi người gặp khó khăn trong cuộc sống. Còn đối với bản thân mình là một học sinh thì mình bị ảnh hưởng đến việc học do không thể đến trường vì cơn bão Jerry quá mạnh. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu bản thân và cho mình hỏi, nếu nơi bạn ở bị thiên tai, bạn cần làm gì để phòng chống thiên tai? Mình là Quỳnh Chi. Theo mình tìm hiểu để phòng chống thiên tai có rất nhiều cách, như trong khi thiên tai nên ở nhà và nghe theo sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết, tránh xa khu vực nguy hiểm như khu vực ngập nước, sông, suối hay cống thoát nước, giữ vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh. Vậy qua bài phỏng vấn vừa rồi, chúng ta có thể thấy thiên tai có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của chúng ta. Cùng nhau trang bị thật nhiều kiến thức để phòng chống thiên tai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin của chúng mình.